Guys, cô Mai Phương xin chào tất cả các em. Trong buổi tối ngày hôm nay thì cô sẽ livestream một cái phần gọi là ngữ pháp tổng hợp để ôn luyện cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia nhá. Cô chào tất cả các em. Hello, cô chào tất cả các em. Hôm nay mình sẽ chữa bài, vì thế nên là cô sẽ rất là nhanh, giới thiệu rất là nhanh thôi để chúng ta chữa bài luôn các em nhá. Cái tiết học ngày hôm nay nằm trong series những cái bài học của tháng 11 này, đó là cô Phương muốn dành ra cái thời gian trong tháng 11 này giúp các em có thể là hoàn thiện kiến thức ngữ pháp tiếng Anh để chúng ta có thể chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Thì trong kỳ thi này thì chúng ta sẽ có một số những câu hỏi ngữ pháp không nhiều bằng câu hỏi từ vựng đâu, nhưng mà những câu hỏi ngữ pháp cũng rất là quan trọng. Và có rất là nhiều em cũng đã học qua ngữ pháp rồi, nhưng mà khi mà làm bài thì vẫn cứ bị sai. Lý do rất đơn giản thôi, đó là bởi vì chúng ta chưa luyện tập đủ nhiều. Vì thế nên là chúng ta không nhớ khi mà ứng dụng các cái lý thuyết, học rất nhiều lý thuyết, đúng không? Nhưng mà khi mà ứng dụng vào lại là mình chưa làm nhiều ấy, nên là mình chưa biết cách làm bài. Vậy thì rất là dễ thôi, các em hãy dành thời gian làm bài tập cùng với cô Mai Phương thì chắc chắn là chúng ta sẽ có thể cải thiện được vấn đề này. Đồng ý không ạ? Và tháng này thì cô có khai giảng khóa học có tên là S30C. Khóa học này là khóa mà mình sẽ học video mới hàng ngày nhá. Cô sẽ quay mới các cái video này cho kỳ thi năm nay. Và các cái video này của chúng ta sẽ là cái phần tổng ôn, tức là không phải tổng ôn, tức là phần ngữ pháp tổng hợp, nghĩa là rất là nhiều các kiến thức ngữ pháp trong một cái đề như thế này, nó chuyên về ngữ pháp thôi, nhưng mà nó là tổng hợp các kiểu ngữ pháp. Khi chữa thì cô sẽ chữa giống như là cái tiết ngày hôm nay mà chúng ta học này, thì cô sẽ chữa chúng ta trên giấy và có phân tích rất là cụ thể là cái câu này mình lựa chọn đáp án gì, tại sao, và các em cần phải học như thế nào để mình làm được những cái câu như thế. Đồng ý không ạ? Ok nhá. Thì bây giờ các em sẽ mình sẽ vào bài ngay các em nhé. Mình sẽ vào bài luôn. Nếu mà các em muốn hỏi thêm cô Phương tư vấn về cái khóa này ấy, thì các em hãy comment ở đây ấy, thì chắc là các bạn tư vấn của cô ha. Hôm nay thì sẽ có khá là nhiều các bạn tư vấn của cô đang online thì sẽ trả lời cho các em ha. Còn hôm nay thì cô sẽ chữa chúng ta một cái bài 20 câu ngữ pháp tổng hợp các cái phần ngữ pháp khác nhau. Đó. Và nếu như các em tham gia cái khóa S30C này thì nó sẽ gồm toàn những cái bài như thế này, đó là ngữ pháp tổng hợp, và cô có chữa theo cái kiểu như thế này, thì các em biết như thế thì để mình học nhá. Tất nhiên là trong khóa S30C thì cô cũng sẽ lồng ghép thêm vào các cái câu chuyện. Không hiểu sao là dạo này các em học sinh rất là nghiện nghe cô Phương kể chuyện. Học là một chuyện nhưng mà phải kể chuyện nữa, đúng không nhỉ? Thì cô sẽ có kể chuyện thêm ở trong S30C nữa để cho chúng ta có thể học nhé, để có thể cảm thấy vui hơn nhé. Cô sẽ hẹn gặp lại các em ở trong S30C. Còn bây giờ mình sẽ cùng chữa 20 câu hỏi của cái đề ngữ pháp tổng hợp ngày hôm nay. Ok, bây giờ mình sẽ chữa câu hỏi đầu tiên các em nhé. I don't think he will ever get the shock of his father's death. Thế đây mình cần một giới từ đi với lại động từ get, đúng không ạ? Thì kiến thức về cụm động từ này thì chúng ta bắt buộc là cũng phải biết ở trong cái phần ngữ pháp tiếng Anh của mình. Thì ngữ pháp tiếng Anh của mình sẽ có một cái phần học về cụm động từ, phrasal verbs, với những cái cụm động từ quen thuộc. Thế đây get là một trong những cái động từ rất là quen thuộc rồi. Ở đây chúng ta có get over thì nó sẽ mang nghĩa là vượt qua. Nó sẽ giống như là overcome. Yeah, giống như là overcome nhá, vượt qua cái gì đúng không? Get through thì là đi xuyên qua một cái gì đấy nhá, xuyên qua. Yeah. Get by thì là theo kiểu là mình gọi là xoay sở ấy, để mình sống sót qua ngày bằng một cái khoản tiền gì đó ấy. Thì người ta hay dùng từ get by mang nghĩa là gọi là mình xoay sở, mình sống sót qua dựa trên một cái khoản tiền nào. Get off thì mang nghĩa là xuống xe. Mình sẽ có get on và get off a vehicle. Được chưa? Như vậy ở đây câu này mình sẽ chọn đáp án A này, bởi vì là theo nghĩa của chúng ta sẽ là gì? Tôi không nghĩ rằng là anh ta sẽ có thể vượt qua được cái cú sốc là cái chết của bố anh ấy. Nghe nhá. Rồi câu hỏi số 2, câu hỏi này là câu hỏi cực kỳ là tricky, là câu hỏi khó chịu nhất ở trong cái đề thi này. A lot of graffiti.
Without the permission of the owner of the wall. À, rất nhiều những cái tranh graffiti là cái tranh mà các em biết là người ta hay vẽ ở trên tường không? À, người ta hay vẽ trên tường với những cái tranh á. Thì các em có biết là cái graffiti này thì chỗ này mình nên điền số ít hay số nhiều? Cái này người ta có are writing, is writing, are written hay là is written. Cái này là chủ động này, cái này bị động này. Và cái này đang là số nhiều, cái này số ít. Câu này chắc chắn là dùng bị động rồi vì là cái nó phải được vẽ hoặc được viết lên trên tường là dùng bị động. Nhưng vấn đề là B hay D? B hay D đây? B hay D các em nhỉ? Các em thử cho cô Phương xem ý kiến với nhỉ? B hay là D đây? Với cái từ graffiti này. Và a lot of thì đi được với cả số ít và cả số nhiều. Vì thế cho nên là chúng ta hoàn toàn không thể biết được là cái này nó là số ít hay số nhiều. Có nhiều bạn chọn D, nhưng đáp án của chúng ta lại là đáp án B các em nhé. Từ này nó là số nhiều. Đấy, thế. Rất là nhiều những cái hình vẽ ở tranh vẽ này được viết mà không có sự cho phép của cái chủ cái tường đấy. Được chưa? Ok nhá. Rồi câu số 3. Câu số 3 mình chọn đáp án gì đây? Câu này mình nhìn thấy chủ ngữ và mình lại nhìn thấy verb phân từ hai như thế này, đúng không? Đấy, thì nhìn có vẻ như là thành gì đây? Câu điều kiện đây rồi, vì mình thấy có unless này, mình thấy có should là cái kiểu câu điều kiện rồi, đúng không? Thì nếu mà dùng should thì động từ phải là về nguyên mẫu và nó là câu điều kiện loại 1. Were thì were sau đấy là cộng với chủ ngữ và cộng với to verb là câu điều kiện loại 2. Không? Mà unless, nếu mà dùng unless vào đây thì không đi với quá khứ và phía sau không thể dùng than được. Vì thế đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án D. Và mình sẽ điền had vào đây. Had he followed my advice, he would not be unemployed now. Thì tại sao lại đảo had lên đầu? Đảo had lên đầu đây chính là kiến thức đảo ngữ câu điều kiện. Và đây là câu điều kiện loại 3. À, câu điều kiện trộn thì chính xác hơn. Câu điều kiện trộn, trộn giữa vế đầu của loại 3 và vế sau của loại 2. Đấy chưa? Và vế đầu của cái loại 3 này các em có thể đảo hết lên trước. Thì cái này nó sẽ tương đương với lại là if he had followed, if he had followed my advice, he would not be unemployed now. Thì cái câu điều kiện này là câu điều kiện trộn đúng không? Có nhiều bạn vẫn còn chưa nắm rõ cái kiến thức này. Đó là câu điều kiện trộn như thế nào? Thì bây giờ cô sẽ phân tích cho các em này. Câu điều kiện nó bao gồm có hai vế. Vế thứ nhất là vế if và thứ hai người ta gọi là vế chính, main clause. Vế if tức là vế điều kiện ấy. Nếu một cái gì đấy như thế nào thì làm sao? Cái thì làm sao này nó sẽ là ở cái vế chính này. Thì bây giờ nếu nhá, nếu anh ta mà đã tuân theo cái nghe theo cái lời khuyên của tôi, khi dùng if với cái vế đầu câu điều kiện loại 3 như thế này thì nó sẽ mang nghĩa rằng là gì? Nó trái với một cái tình huống thực tế ở trong quá khứ. Đó là he, cái fact ở đây nhá, cái fact nhá, cái fact ở đây là gì? He didn't follow my advice. He didn't follow my advice. Anh ta thực tế đây là anh ta đã không nghe theo cái lời khuyên của tôi. Nhưng nếu như anh ta đã nghe theo thì sao? Kết quả ở đây sẽ nằm ở cái vế main clause này, được chưa? Và cái kết quả này nếu như kết quả ở trong quá khứ nhá, thì mình sẽ chia câu điều kiện loại 3 với công thức là would have cộng với be to. Would have cộng với phân từ 2. Còn nếu như là câu điều kiện trộn thì mình sẽ chia would not cộng verb ở câu điều kiện loại 2. Thì nó chỉ khác nhau ở cái chỗ này thôi, là sẽ khác nhau là giữa câu điều kiện loại 3 và câu điều kiện trộn. Thì cái sự khác biệt như thế nào? Nếu như em dùng would have be to ở đây nhá, thì nó là câu điều kiện loại 3. Với bên này là quá khứ hoàn thành, với bên này là would have be to, thể hiện rằng là gì? Một cái hành động xảy ra trái ngược với tình huống ở trong quá khứ như thế nào thì kết quả ở trong quá khứ sẽ như thế nào? Kết quả trong quá khứ nhá. Còn dùng loại 2 thì kết quả nó sẽ về hiện tại. Ở loại 2 thì kết quả nó về hiện tại. Ví dụ như này nhá. Nếu như tôi mà đã bắt cái chuyến bay đấy thì tôi đã gặp Ronaldo ở trên chuyến bay đấy rồi. Ok không? Thì tôi đã bắt chuyến bay đó là ở trong quá khứ, cách đây 5 năm chẳng hạn. Nếu mà cách đây 5 năm là tôi bắt chuyến bay đấy là tôi đã gặp Ronaldo ở trên đấy rồi, thì lúc đấy nó là câu điều kiện loại 3. Vì cái tình huống giả thiết trái ngược với trong quá khứ và kết quả cũng ở trong quá khứ luôn, liên quan đến cái chuyến bay đó, không liên quan đến hiện tại, đúng không? Còn nếu như mình nói rằng là nếu như tôi đã bắt cái chuyến bay đó thì bây giờ là tôi đã chết rồi. Thì bây giờ I would be dead now. Đấy, bây giờ tôi chết rồi. Đấy, thì câu đó sẽ lại mang nghĩa là cái kết quả nó không ở quá khứ mà kết quả ở hiện tại này, thì mình sẽ dùng câu điều kiện loại 2 ở cái về kết quả này, mình sẽ dùng would cộng verb thôi. Hiểu ý không? Nên cái sự khác biệt nó sẽ nằm ở cái vế chính này thôi. Và kết quả ở trong quá khứ thì dùng loại 3 mà kết quả ở hiện tại thì dùng câu điều kiện trộn.
trộn giữa loại 3 ở đây và loại 2 ở đây. Câu này là câu điều kiện trộn. Nó mang nghĩa rằng là nếu như anh ta mà đã nghe theo lời khuyên của tôi thì anh ta bây giờ là đã không bị thất nghiệp. Kết quả hiện tại đúng không? Nên người ta dùng út cộng verb này này. Thấy chưa? Kết quả hiện tại có từ nào đây này. Đấy, và dùng cái vế này là vế của loại 2, vế này của loại 3 là trộn vào với nhau. Được chưa? Đấy, ok nhá. Các em có hiểu không nhỉ? Chúng ta có hiểu không? Các em comment giúp cô nhá. Chúng ta có hiểu không ạ? Ok, rồi. Câu số 4 thì sao? Câu này cô cần một cái chỗ trống cần điền vào đây và một chỗ trống cần điền vào đây. Được chưa? Little boy could remember what he had read from book. Ok. Thì câu này mang nghĩa là cái cậu bé nhỏ đó đã có thể nhớ được những gì mà cậu ấy đã đọc từ cuốn sách. Khi mình nói câu này thì cái cậu bé này và cuốn sách này là đối tượng được kể lại của một câu chuyện mà tức là mọi hai cái người tức là cái người nói ở đây là họ đã xác định rồi. Đúng không? Xác định rồi bởi vì cậu bé nhỏ đấy thì rõ ràng là mình kể lại thì mình phải biết là cậu ấy là cậu nào rồi và có thể nhớ được những gì mà đã đọc từ cuốn sách đấy là cũng là biết rồi đúng không? Vậy nên cái này mình sẽ chọn đáp án C nhá. Mình dùng hai cái the ở đây. The little boy could remember what he had read from the book. The book. Ok nhá. Thì đi thi ấy, là các em sẽ có câu hỏi ngữ pháp về mạo từ đấy. Cho nên là các em học kỹ giúp cô những cái câu hỏi như thế này. Chúng ta có câu hỏi gì không ạ? Mình sẽ tiếp tục sang câu hỏi số 5 các em nhé. Câu hỏi số 5 là câu hỏi đuôi. Câu hỏi đuôi, tag question, đúng không? Don't put off doing your homework until tomorrow. Do it right now. Đây là câu mệnh lệnh đúng không? Bắt đầu bằng động từ thì nó sẽ là câu mệnh lệnh. Và đuôi của câu mệnh lệnh luôn luôn sẽ là gì? Luôn luôn sẽ là gì ạ? Có rất nhiều bạn trả lời đúng ạ. Luôn luôn sẽ là when you. When you nhé. Luôn luôn sẽ là when you đối với các câu mệnh lệnh. Các câu mệnh lệnh, cho dù là khẳng định hay phủ định thì chúng ta vẫn luôn luôn dùng will you. Được chưa? Đấy, ok nhá. Đừng trì hoãn cái việc mà làm bài tập về nhà cho đến ngày mai. Được không? Đừng hoãn đến mai cái việc làm bài tập về nhà. Hãy làm ngay bây giờ nhé. Được chưa? Rồi, câu số 6. Ở câu số 6 này chúng ta gặp động từ regret. Regret thì nó là một trong những cái động từ đặc biệt khi mình học trong cái kiến thức ngữ pháp tiếng Anh về danh động từ và động từ nguyên mẫu. Regret đi được với cả to verb và cả verb in. À, khi đi với to verb thì nó mang nghĩa là lấy làm tiếc là phải làm gì. Tức là chưa làm mà bây giờ là mình lấy làm tiếc mình phải làm gì thì nó sẽ là sẽ xảy ra ở trong hiện tại hoặc là tương lai. Ví dụ là cô lấy làm tiếc phải thông báo với các em. Đó là cái khóa học S30C của cô là chuẩn bị full rồi. Cho nên là những bạn nào mà không đăng ký gấp là chúng ta sẽ bị miss cái lớp này. Đấy, đây là lấy làm tiếc để thông báo là lúc này bây giờ phải thông báo đúng không? Còn nếu mà regret đi verb in, tức là tiếc một cái việc gì đó, nó là danh động từ. Và tiếc một cái việc gì đó có nghĩa là việc này là phải xảy ra rồi, phải xảy ra ở trong quá khứ rồi. Rồi, tôi vô cùng tiếc, đúng không? Cái gì đấy với cô ấy quá là nặng nề tối hôm qua và cô ấy đã bị tổn thương sâu sắc. Badly hurt. Đúng không? Thì lấy làm tiếc là đã nói là verb in. Verb in cũng được nhá, hoặc không thì mình dùng hẳn having be to. Thì càng nhấn mạnh hơn là sự việc đã xảy ra ở trong quá khứ. Đúng không? Chứ mình không có dùng to verb hay là to verb kiểu như thế này. Và mình không dùng bị động ở đây được, cái này mình sẽ chọn đáp án C. Lấy làm tiếc là đã nói với cô ấy đúng không? Đấy, đã nói nặng, đúng nhỉ? Nói nặng. Ok nhá. Ở câu số 7. It wasn't an awful experience. It was the worst thing has ever happened to me. Nào, ở đây ấy thì rất nhiều bạn bị nhầm, không biết là nên điền that đây hay là điền would đây hay là điền what luôn. Thì những bạn bị nhầm ấy là những bạn kiến thức về mệnh đề quan hệ của chúng ta là còn yếu nhá. Khi mình nói rằng là đây không phải là một trải nghiệm tồi đâu, nó là trải nghiệm tồi tệ nhất mà đã từng xảy ra với tôi. Chỗ này mình đã có danh từ là the worst thing, là điều tồi tệ nhất. Thì chỗ này là sẽ thiếu một cái đại từ quan hệ để thay thế cho the worst thing, là cái mà đã từng xảy ra với tôi. Và nó là một cái đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ ấy. Được chưa? Trong mệnh đề quan hệ nhá, để thay cho the worst thing. Vì thế nên mình sẽ không dùng what đâu. What không dùng trong mệnh đề quan hệ. Được chưa? Why là tại sao thì chỉ đi với the reason why thôi. Thì ở đây mình sẽ phân vân giữa that và which. Mà có nhiều bạn không làm được, không biết là chỗ này điền that hay which. Rõ ràng là which hay that đều thay được cho vật đúng không? Nhưng có một cái kiến thức của chúng ta cần phải nhớ, đó là khi mà mình gặp cái trường hợp là the worst như thế này ấy thì mình sẽ dùng that. Được chưa?
Nó là cái kiến thức ngữ pháp mà mình đã học trong bài mệnh đề quan hệ, các em sẽ học lại giúp cô cái bài này nhá. Thì khi mà mình gặp cái the worst như thế này thì mình phải dùng that. Đó là cái điều tồi tệ nhất mà đã từng xảy ra với tôi. Được chưa? Ok nhé. Rồi câu số 8. Mình lại gặp cái dạng này là mình đã hôm Tết trước là mình cũng đã gặp cái câu này rồi, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ gặp lại cái câu này là liên quan đến kiến thức dự đoán ở trong quá khứ với những cái dạng như là đồng động từ khuyết thiếu rồi cộng với have cộng với be to. Thì cái thể loại này là cấu trúc câu dự đoán. Đấy, nếu mà mình dùng must này mang nghĩa là chắc chắn là đã lựa chọn. Dùng should này là đã nên lựa chọn. Và could này là có thể là đã lựa chọn. Được chưa? Thế bây giờ mình phải dịch nghĩa để mình xem là cái tình huống này như thế nào thì mình sẽ lựa chọn cái cấu trúc dự đoán phù hợp nhé. Còn cái had to choose này là đã phải chọn. Now, Mike painted his bedroom black. It looks dark and dreary. He a different color. Mike đã sơn cái phòng ngủ màu đen. Phòng ngủ mới sơn màu đen. Nó trông rất là đen xì và rất là ghê rợn, rùng rợn đúng không? Lẽ ra là đã nên lựa chọn một cái màu khác, nên đúng không? Dùng should have cộng với phân từ hai là có vẻ hợp lý nhất về nghĩa rồi. Đúng không ạ? Lẽ ra là đã nên lựa chọn một cái màu khác. Ok, nào câu số 9 nào. The curriculum at this public school is as good of any private school. Đây là một cái câu ấy. Không khó, nhưng mà có rất là nhiều bạn học không chắc ngữ pháp nên là không làm được câu này, thì cô thấy rất là đáng tiếc. Vì thế nên là cô đưa vào livestream ngày hôm nay để cô phân tích kỹ cho các em. Đấy, lúc đi thi chúng ta sẽ chắc chắn là sẽ làm được cái câu như thế này nhá. Ok, the curriculum at this public school is as good. Nếu mà as good thì sẽ phải đi với as tiếp đúng không? Nên là mình sẽ có loại cái D này. Không có as good xong lại better than, nó sẽ là as good as. As good as là bằng, hoặc lại có thêm or nhé. Better thì phải đi với than đúng không? Như vậy là better than mình loại cái này đi. Vì đây là better that. Better phải đi với than chứ, bởi vì đây là cái so sánh hơn đúng không? Ý người ta nói là nó sẽ bằng, tốt bằng hoặc là tốt hơn. Đúng không? Tốt bằng hoặc là tốt hơn. Nào sau cái better than ở hai đáp án B và đáp án C này là giống nhau ở cái chữ as là đúng này, or là đúng này, better than là đúng này. Thì cái chỗ này có một cái sự khác biệt, đó là chỗ này nó là từ that và cái chỗ này nó là từ those. Thì cái kiến thức về cái that và those này ấy, thì người ta đang kết hợp muốn kiểm tra về cấp so sánh và sau đây muốn kiểm tra thêm về cái này, đó là kiến thức về một cái đại từ để quy chiếu đại từ. Đây là kiến thức về đại từ. Các em có thể sẽ gặp cái kiến thức đại từ này ở trong khóa ngữ pháp tiếng Anh trọn đời của cô Mai Phương ấy, là các em sẽ học trong cái phần đại từ này. Thì đại từ ở đây nó là từ that và từ those, nó sẽ dùng để thay thế một cái từ đã có ở phía trước mà người ta muốn so sánh đối chiếu ở phía sau, thì người ta sẽ dùng that hoặc those để thay cho cái từ đó. Nhìn kỹ lại câu này nhé. The curriculum là cái chương trình học ở cái trường này thì cũng tốt bằng hoặc là tốt như tốt bằng hoặc là tốt hơn cái chương trình học của trường tư. Người ta đang so sánh giữa trường công và trường tư đúng không? Thì cái chương trình học nó sẽ so sánh cái chương trình học, đúng không? Cái chương trình học ở cái trường công này thì cũng tốt bằng hoặc là tốt hơn cái chương trình học của cái trường trường tư, được chưa? Thì cái curriculum này đang là số ít thì mình dùng that. Và khi dùng that thì tức là that này nó chính là cái curriculum ấy, đúng không? Thì sẽ là as good as or better than the curriculum of any private school. Và thay cho cái từ curriculum này thì mình thay bằng từ that. Được chưa? Ok nhá. The curriculum at this public school is as good as or better than that of any private school. Em hiểu ý câu này chưa? Có thắc mắc không ạ? Các em comment giúp cô nhá. Trời, cô giảng lại câu này à? Đây, thì cô nhắc lại nhá. Đó là gì? Mình có là as good as là bằng nhá. Tốt bằng thì nó sẽ phải là as. Nên cái này không có. Tiếp theo là or là hoặc. Better thì phải đi với than. Được chưa? Thế còn that hay là those thì nếu như mà thay thế cho một cái danh từ số ít thì mình dùng that, và hệ số nhiều ở đây thì dùng those. Được chưa? Đấy, thì chỗ này mình sẽ dùng that vì nó thay cho cái từ curriculum ở phía trước. Mà curriculum phía trước này đang là số ít. Số ít thì mình sẽ dùng từ that. Thế nhá. Nên học thêm ngữ pháp các em nhé. Nếu không là chúng ta sẽ nghe như vịt nghe sấm. Đúng không nhỉ? Ok, câu số 10 thì sao? Kiến thức này là kiến thức gì? Đây là kiến thức câu câu nhấn mạnh. Emphasis, nhấn mạnh nhé. Cấu trúc nhấn mạnh luôn luôn sẽ là dùng it is hoặc là it was và cộng với that.
Vì thế nên những bạn đã học qua ngữ pháp thì câu này lập tức có thể chọn ngay đáp án đi mà không cần phải lăn tăn gì nhiều. Thì cái cấu trúc câu nhấn mạnh này, hoặc người ta còn gọi là câu trẻ đấy, thì nó sẽ là như thế này. Muốn nhấn mạnh cái gì thì chen nó vào đây. À, muốn nhấn mạnh cái gì thì chen nó vào đây. Đúng không? Chính là này, cho đến mãi cho đến tháng 25 tháng 12 thì cái kỳ thi sẽ được, thì cái kỳ thi mới được thiết kế, the exam will be designed. Được chưa? Thì nhá, cái đặc trưng của cái cấu trúc câu nhấn mạnh này đó là các em hoàn toàn có thể bỏ cái này đi mà câu nó vẫn giữ nguyên nghĩa. Nhìn nhá, not until December 25th the exam will be designed là câu nó giữ nguyên nghĩa. Và nó muốn muốn nhấn mạnh cái not until December 25th này thì nó đưa vào giữa it is và that. Được chưa? Hay nhưng mà lưu ý này. Nếu it is và that thì rất là dễ rồi, làm được luôn rồi đúng không? Nhưng lưu ý giúp cô này. Nếu như câu này mà cô không dùng it is và that mà cô dùng not until đứng ở đầu câu. Ha? Mà cô viết y nguyên lại. Not until the exam will be designed. Mà viết luôn như này nhá, câu này sai ngữ pháp. Câu này sẽ sai ngữ pháp. Vì sao ạ? Vì nếu như dùng not until đứng ở đầu câu thì will phải đảo lên trước, vì đấy là kiến thức cấu trúc câu đảo ngữ. Đảo ngữ inversion. Nếu mà dùng not until đứng ở đầu câu phải là not until December 25th will the exam be designed thì nó mới chính xác. Còn nếu như dùng it is thì lại điền vào đây. It is not until December 25th that the exam will be designed. Hai câu này bằng hẳn nghĩa nhau, bằng nhau. Ngữ pháp khác nhau, thấy ạ? Nhưng mà nghĩa giống hệt. Ok nhá. Câu số 11. Câu hỏi đuôi. Câu hỏi đuôi này cũng cực kỳ hay thi, vì thế nên là cô đưa vào trong cái tiết học ngày hôm nay cho chúng ta ôn tập lại nhé. Everyone likes him. Đây là câu hiện tại đơn giản, rất là bình thường. Quá là bình thường luôn. Đúng không? Thì mình biết rằng là ở cái này thì là hiện tại, mà ở khẳng định thì chỗ này phải là phủ định đúng không? Phủ định thì tất cả đều là phủ định. tất cả đều là phủ định. Đúng không? Nhưng bây giờ chọn chủ ngữ là he hay là she hay là they hay là you đối với cái chủ ngữ everyone này. Đúng không? Thì cái everyone này là mọi người nhá, thì các em dùng từ they. Mọi người đều yêu thích anh ta có phải không? Là họ. Everyone là phải đi với lại là đuôi là they. Đấy, nhớ giúp câu này nhá. Ở câu số 12, một câu không khó với những bạn đã chắc ngữ pháp tiếng Anh. Kiến thức về danh động từ và động từ nguyên mẫu. Trong bài đó chúng ta sẽ học được rằng là nhìn thấy with a view to thì đừng nghĩ rằng là to ở đây là to verb, mà to ở đây là một cái thể loại to verb in với những cụm đặc biệt. Như là with a view to là cụm verb in mang nghĩa là nhằm mục đích để làm gì. Câu này mình sẽ chọn acquiring và nó mang nghĩa là cô ấy tham gia cái seminar này nhằm mục đích là để kiếm được nhiều cái bằng cấp hơn, more qualifications, đúng không? Thu được, kiếm được, động từ acquire, thu được, kiếm được nhé, nhiều bằng cấp hơn. With a view to chắc chắn là phải cộng với verb in rồi. Thì các em có thể đặt rất nhiều câu liên quan đến cái cấu trúc này. Ví dụ như là em học tiếng Anh rất là chăm để mà có thể làm một cái điều gì đấy đúng không? Được chưa? Ok nhé, with a view to. Một số những cái cấu trúc to khác mà cũng đi verb in, ví dụ như là nếu mà các em gặp be devoted to hoặc là be committed to, những cái này nhé, thì sau đó ấy, chắc chắn là sẽ là verb in vì nó là danh động từ. Hoặc là look forward to cũng sẽ cộng verb in mang nghĩa là mong đợi, mong ngóng để làm một cái việc gì. Thì tất cả những cái này là một số những cái từ mà thu nhưng mà lại đi với verb in là danh động từ. Thế là mình phải học thuộc thôi, vì nó có những cái tình huống đặc biệt như vậy. Ok chưa ạ? Ok nhá. Nào, mình sẽ tiếp tục với câu số 13 các em nhá. Cái gì đấy này? He couldn't finish the test in 60 minutes. Thì câu này nó là gì đây? Nó là gì? Nó là cái kiến thức về cấu trúc. Cái này mình có gặp trong tiết trước rồi đúng không? Mình có gặp trong tiết trước rồi. Những bạn nào mà không xem tiết trước nha thì các em vào nhóm nhóm kín của cô ấy để chúng ta có thể xem lại được những cái video trước nữa các em nhé. Hoặc là các em xem kênh YouTube của cô ha. Thì ở trong tiết trước mình có học được cái này, đó là hôm trước mình có cái cấu trúc với từ however đúng không? However này cộng với tính từ hoặc là trạng từ cộng với chủ ngữ cộng với động từ, phía sau chúng ta có một cái clause, và hai cái này cô nói rằng là mệnh đề nó sẽ đối lập nghĩa nhau.
không? Là anh ta thông minh như thế nhưng mà cũng không hoàn thành được cái bài thi đấy trong vòng 60 phút. Đấy à? Và cái cấu trúc này thì nó sẽ bằng với cấu trúc là dùng tính từ hoặc là trạng từ cộng với chủ ngữ, cộng với động từ và cộng với một clause ở phía sau. Câu này mình sẽ dùng cấu trúc này. À, cộng với S chứ. Cộng với chủ ngữ, cộng với động từ và cộng với clause. Chỗ này mình sẽ dùng cấu trúc với từ S ở đây. Mình nhìn thấy cái dạng là à tính từ như này xong đi với S như thế này. Tính từ đi với S như này là mình sẽ lựa chọn ngay. S intelligent không đúng. S boy này cũng không đúng. Không đúng. Hai cái này khác nhau ở điểm nào? Cái này nó là words và cái này nó là... cái words này là của từ đáp án B chứ, đúng không? Cái này nó là was the boy. À đây, cái này là was the boy. Còn cái này nó là the boy was. Chữ nó hơi bị nhảy một tí, đúng không? Thì A với D này, cái nào đúng? Nếu mà theo đúng công thức của mình, đó là tính từ hoặc là trạng từ cộng với lại là S, cộng với chủ ngữ, cộng với động từ, thì cái nào đúng? Cái D đúng không? Vì nó là sẽ là intelligence as the boy was, chứ không phải là was the boy. Nếu mà was the boy thì nó sẽ là động từ cộng với chủ ngữ chứ, không phải là chủ ngữ với động từ. Đúng không? Nên câu này thì mình sẽ chọn đáp án D nhé. Intelligent as the boy was, he couldn't finish the test in 60 minutes. Đó là gì? Thông minh là thế, nhưng anh ấy cũng không thể hoàn thành bài test trong 60 phút. Câu này nếu như cô muốn viết bằng however, cô sẽ viết là however. Intelligent. The boy was. He couldn't finish the test in 60 minutes. Được chưa? Đấy, thông minh là thế nhưng mà cũng không thể hoàn tất được cái bài thi đó trong vòng 60 phút. Ok chưa ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ cùng đến với câu số 14 các em nhé. Final year students attend lectures is optional. Thì đây là kiến thức về đọc đủ khuyết thiếu và cái này cũng có rất là nhiều bạn lơ mơ ấy. Đúng không? Có em nào lơ mơ cái phần này không? Có lơ mơ không nhỉ các em nhỉ? Ok nhá, cái này nhá, chúng ta có này, shouldn't là không nên, mustn't là không được phép, ought to thì mang nghĩa là nghĩa vụ cần phải làm gì và don't have to thì nghĩa là không cần phải làm gì. Đúng không? Thì cái câu này cái từ optional nghĩa là không bắt buộc ấy. Đúng không? Sinh viên năm cuối không cần phải tham gia cái bài giảng đâu, nó là không bắt buộc. Vì thế cái này mình sẽ lựa chọn đáp án đúng là đáp án D. Don't have to. Ok, đấy nha, phải học thuộc hết nghĩa của các cái động từ khuyết thiếu đi. Và sau ấy, thì các em chỉ cần là dịch nghĩa ra là các em làm được thôi. À, nhiều khi ấy, mang tiếng là câu hỏi ngữ pháp ha, nhưng mà mình lại phải dịch mới làm được. Quá là vô lý luôn. Đáng ra là câu hỏi ngữ pháp là không cần dịch đúng không? Nhưng mà trong nhiều trường hợp là cũng phải dịch qua một tí. Nào, câu số 15 thì sao? Câu này nó là cái dạng thức câu điều kiện rồi. Cần điền cái gì đó vào đây này. Steve to help, I'm sure he would agree. He's so kind a person. Thì câu này nó là would cộng với lại verb rồi, nó là câu điều kiện loại 2. Và chỗ này lại có to verb nữa thì chắc chắn nó sẽ là were. Were đâu? Were. Đây. Were. Cái này nó lại là to help, lại là của động từ ask. Lộn. Cái này là were và đi với to verb này. Còn cái ask này là ask somebody to verb, thì cái to verb này là của từ ask. Vô duyên thế, đúng không nhỉ? Xấu hổ quá. Cái này là to verb nhưng mà là của từ ask, đúng không? Còn ask thì đi với to là đi với were này. Đây chính là đảo ngữ của câu điều kiện loại 2. Có nghĩa là gì? Ở câu điều kiện loại 2 nhá, thì vế đầu của nó sẽ là quá khứ đơn. Và dùng if cộng với quá khứ đơn thì thay vào đấy các em có thể dùng were cộng với lại chủ ngữ và cộng với to verb, nó bằng nhau. Thì câu này mình chọn đáp án C. Were you to ask Steve to help? I'm sure he would agree. Thì câu này nó sẽ bằng là như này. If you ask Steve to help, he would agree. I'm sure. He would agree, I'm sure. Đừng bị lẫn về cái từ I'm sure này. I'm sure này nó chỉ là thêm vào thôi. Thì cái này là câu điều kiện loại 2 một cách rất là rõ ràng, đúng không? Và thay vì mình nói là if you ask thì mình nói là were you to ask. Thế là ok. Alright. Nếu như là bạn hỏi nhờ Steve, yêu cầu Steve giúp đỡ đấy, thì tôi chắc chắn là anh ta sẽ đồng ý. Anh ta là một người rất là tốt bụng. Ở đây cái câu này còn có thêm một kiến thức nữa, đó là so kind a person. Thì câu này kiến thức của nó sẽ giống hệt như là such a kind person. Nó bằng nhau nhá, thì các em lưu ý giúp cô. Được chưa? Rồi, câu số 16 nào. By the time the software on sale next month.
the company $2 million on developing it. Nào khi mà có next month như thế này thì không bao giờ chọn when được đúng không? Bay luôn cho nó nhanh. Còn lại thì mình sẽ có will, có has gone và có goes. Nhưng mà lưu ý này, by the time là một cái liên từ chỉ thời gian, đó là khi hoặc là trước khi. Ha, nếu mà khi hoặc là trước khi là từ chỉ thời gian ấy thì không bao giờ dùng với tương lai được. Tất cả những từ như là when này, once, why không bao giờ đi với tương lai, không bao giờ đi với tương lai ở đây. Người ta nói rằng là không bao giờ dùng từ tương lai với các cái liên từ chỉ thời gian. Vì thế nên cái này cũng loại luôn. Cái này mình có hiện tại hoàn thành và mình có hiện tại đơn. Nhưng mà vế sau bây giờ mình lại có tương lai đơn và mình có tương lai hoàn thành. Đấy, thế nhưng mà có vẻ như là có nhiều em đã bắt đầu nhớ ra đó là chúng ta có cái by the time này. By the time thì nó giống như là before, là trước đúng không? Có rất nhiều bạn bảo chữ Công Phương xấu là như nào nhỉ? Chính là vì chữ xấu cho nên là cô hay dùng bảng đúng không? Là by the time bằng với before nghĩa là trước. Cái cấu trúc trước này thì nó có hai công thức. Công thức thứ nhất đó là trước quá khứ thì về sau mình sẽ dùng quá khứ hoàn thành. Yeah. Trước quá khứ thì dùng quá khứ hoàn thành. Ví dụ như là trước khi kết hôn thì anh ấy đã yêu hai người. Ví dụ như vậy. Thì quá khứ là kết hôn. Thì trước đó nữa thì dùng quá khứ hoàn thành. Còn câu này thì nó lại là theo kiểu tương lai. Tháng sau, trước khi mà cái phần mềm này nó được bán ấy, thì công ty sẽ đã tiêu 2 triệu đô la vào cái việc phát triển nó. Thì chỗ này mình sẽ dùng hiện tại để chỉ tương lai nhé. Bởi vì người ta không được phép dùng tương lai ở đây. Mình sẽ dùng hiện tại chỉ tương lai nhé. Và vế này thì mình sẽ dùng will have và cộng với phân từ 2. Bởi vì nó ăn của từ by the time thì mình sẽ dùng công thức tiếp theo, đó là dùng hiện tại và bên này dùng tương lai hoàn thành. Thể hiện một cái hành động là gì? Trước khi một cái hành động khác xảy ra ở trong tương lai thì nó sẽ đã như thế nào? À, trước khi cái phần mềm này đấy, được bán vào tháng sau thì công ty sẽ đã tiêu, được chưa? Sẽ đã nhé. Vì by the time có nghĩa là trước, và trước một cái tương lai. Đây là hiện tại này, đây là quá khứ này, và đây là tương lai. Trước quá khứ thì đương nhiên là chia quá khứ hoàn thành. Và trước tương lai thì đương nhiên là chia tương lai hoàn thành, đúng không? Chỉ có điều rằng là mình không thể dùng tương lai ở đây mà mình sẽ dùng hiện tại để chỉ tương lai thôi. Được chưa? Alright. Các em sẽ phải học cái bài thi của động từ để làm được những câu như thế này nhé. Câu số 17 lại là một câu hỏi về giới từ. The excursion is unique opportunity to discover wide in its natural beauty. Ồ, câu này hình như là cô đã chữa rồi. Cô đã chữa một lần trong một cái đề rất là đầu nào đó. Không nhớ nữa rồi. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ chọn gì đây? Cái chuyến đi này nó là một cái cơ hội duy nhất. Nó là một thôi, về cái này mình sẽ chọn O hoặc N. Nhưng mà unique của chúng ta thì nó là U, nó là phụ âm, nên chúng ta phải dùng O, chứ chúng không dùng N được. Nên cái này mình chọn O và the thôi ạ. The wild là thiên nhiên hoang dã, là mình dùng the wild ha. Thì cái chuyến đi này là một cái cơ hội duy nhất để khám phá thiên nhiên hoang dã trong cái vẻ đẹp tự nhiên của nó. Wild là phải có the, nhớ nhá, the wild. Thế còn câu này thì mình đừng có dùng the unique opportunity. Mình bao giờ cũng nói rằng là cái này là một cơ hội duy nhất thôi, đúng không? Là một cái cơ hội duy nhất. Ok nhá. Alright. Và bây giờ sẽ là câu số 18 các em nhá. This product has not been tried humans yet. Thì ở đây là gọi là thử sản phẩm trên con người ấy. Thì cái thử này là mình sẽ dùng cái cấu trúc đó là try out on ha. Thử nghiệm này, try out lên ai, on somebody. Nên câu này mình sẽ chọn đáp án đi ha. Cái sản phẩm này vẫn chưa được thử nghiệm trên con người. Try out, try out nó giống như là experimented. Ok nhá. Câu số 19 thì sao? My uncle's company made a very good profit in, có the. Khi mà có the và những năm 1990 thì bao giờ cũng sẽ là in the cộng với lại cái năm đó rồi thêm s ở cuối như thế này. Trong những năm 90. Trong những năm 90 nghĩa là như thế nào? Khi người ta dùng 1990s như thế này thì có nghĩa là có thể là 1990, 1991, 1992, 993, 94, 95, 96, 97, 98 đúng không? Ok nhá. Rồi. Có thắc mắc gì không ạ? Thắc mắc gì không ạ? Không nha. À, câu 20 thì sao? Câu 20. Someone must have taken my keys.
I clearly remember. Remember thì lại là cái kiến thức về danh động từ và động từ nguyên mẫu. Remember cũng đi với to verb và verb ing giống hệt như là cái từ regret lúc nãy của mình. Nào, remember cùng với to verb là nhớ phải làm gì. Tức là mình chưa làm mà mình nhớ là mình phải làm gì, nó sẽ là hiện tại tương lai. Còn nhớ một cái việc gì đó là dùng verb ing, là danh động từ thì sẽ mang nghĩa rằng là mình nhớ một cái việc gì đó, có nghĩa là cái việc này nó đã xảy ra rồi. Nào, ai đó hẳn là đã lấy cái chìa khóa của tôi rồi đấy. Tôi nhớ rõ là tôi đã để nó ở cạnh cửa sổ và bây giờ là không nhìn thấy ở đâu cả. Nowhere to be seen. Ha, thì rõ ràng là tôi nhớ là tôi đã để là phải dùng cái hiện tượng này đúng không? Tôi nhớ là tôi đã làm gì? Tôi nhớ là tôi đã để. Vậy mình có thể dùng living hoặc là having left đều được. Living hoặc là having left đều được. Chứ không có to verb như thế này. Mình dùng chọn đáp án A. Đâu? Các em nhìn thấy người ta dùng cấu trúc dự đoán ở trong quá khứ không? Chắc chắn là ai đấy đã lấy cái chìa khóa của tôi rồi đúng không? Tôi nhớ rõ. Đấy, khi mà gặp cái cấu trúc là tôi nhớ rõ thì bao giờ cũng là đã làm gì nhá. Rất hay gặp cái câu này, thấy chưa? Tôi nhớ rõ rằng là tôi đã để chúng ở cạnh cửa sổ nhá. Và bây giờ là không thấy đâu. Câu này còn có một cái cấu trúc câu cần phải nhớ, đó là to be nowhere to be seen. Không thấy nhìn thấy, không được nhìn thấy ở đâu cả, dùng bị động ở đây này. Nowhere to be seen. Đấy, thì các em học giúp cô thêm cái câu này nhá. Alright. Ok, vã cả mồ hôi. Có 20 câu thôi mà vã cả mồ hôi. Chúng ta đã chữa xong 20 câu rồi. Và các em có thể đăng ký khóa S30C được rồi đấy. Bởi cô tin chắc chắn rằng là nếu như 30 ngày mà các em học như thế này, chỉ cần mỗi ngày khoảng 20-30 câu như thế này thôi, thì trong vòng 1 tháng là kiến thức ngữ pháp tiếng Anh của mình sẽ vô cùng là tốt. Ok nhá. Cái khóa này sẽ dành cho những bạn nào mà đã học có một chút những cái nền tảng kiến thức ngữ pháp tiếng Anh từ trước đấy, nhưng mà chưa cải thiện được cái khả năng làm bài của mình ấy và chưa tự tin, thì các em sẽ học cái khóa này là mình sẽ tự tin ngay. Nhưng mà những bạn nào mà đăng ký khóa này ấy là học phí là 450.000 một tháng và mình học tất cả các ngày đều như thế này. Được chưa? Ok nhá. Nhưng mà nếu như các em đăng ký Pro Bummer và Pro Bummer Plus của cô Mai Phương thì các em sẽ được miễn phí khóa S30C này. Sang tháng có S30D, S30D là các em cũng được miễn phí luôn. Tháng 1 cũng có S30 là cũng sẽ được miễn phí luôn. Tức là nếu như có S30 là các em đều được miễn phí luôn. Vì thế cô nghĩ là các em nên liên lạc với các bạn tư vấn của cô ấy để các em sở hữu Pro Bummer hoặc Pro Bummer Plus, thì đấy sẽ là vô cùng là hiệu quả ha. Alright, bây giờ tối nay khá là muộn rồi, các em sẽ nghỉ ngơi sớm và mình sẽ gặp lại trong một cái buổi livestream tiếp theo nhá. Cô ơi Phương, cảm ơn tất cả các em. Già cô đẹp quá, lúc nào cũng già cô đẹp quá. Ok nhá, cô cảm ơn tất cả các em. Hôm nay là các em cần tư vấn gì thì các em sẽ comment ở đây. Cần đăng ký khóa nào hay là cần cải thiện thêm cái gì các em đăng ký ở đây để các bạn tư vấn của cô sẽ trả lời ha. Ok, cảm ơn tất cả các em. Good night.